Thưa quý vị, tờ The Conversation đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ hai trong số những chùm tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mexico tại El Paso, Texas vào ngày 25 tháng 7 mà không cần nổ súng. Ismael El Mayo Zambada và Joaquin El Chapo Guzman, lãnh đạo băng đảng Sinaloa, tổ chức buôn bán ma túy mạnh nhất thế giới, bị bắt giữ. Vụ bắt giữ này là một trong những vụ lớn nhất trong gần 20 năm đấu tranh chống lại các băng đảng ma túy của Mexico. Joaquin Guzman là con trai của chủ ma túy Joaquin El Chapo Guzman Lora, đang lãnh đạo băng đảng. Trong khi đó, Zambada được xem như mục tiêu quan trọng hơn. Người này hiện 76 tuổi, thuộc nhóm chủ ma túy bị săn lùng trong nhiều thập kỷ. Cùng với El Chapo, Zambada là một trong những người sáng lập băng đảng Sinaloa vào cuối những năm 1980. Mặc dù băng đảng đã phân tán thành nhiều phe, ông trùm Zambada vẫn là người có quyền lực lớn trong mạng lưới này khi giữ vị trí trung gian, thỏa thuận giữa các phe và với băng đảng khác. Zambada được gọi là Cabo de Cabo, ông trùm của ông trùm. Băng đảng Sinaloa là một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn và lâu đời nhất Mexico. Nhóm này buôn bán ma túy trên toàn cầu. Theo Cơ quan Thực thi Pháp luật về Ma túy Mỹ, băng đảng này đứng sau việc đưa fentanyl vào Mỹ. Cơ quan này cho biết, gần 200 người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì quá liều fentanyl. Từ lâu, chính phủ Mexico đã bị cáo buộc ưu ái băng đảng Sinaloa. Năm 2023, Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico, Genaro García Luna, bị kết án ít nhất 20 năm tù. Ông bị kết tội nhận hối lộ hàng triệu đô la Mỹ từ băng đảng. Ngay cả khi các quan chức Mexico nghiêm túc nỗ lực bắt giữ ông trùm Zambada, việc này vẫn rất khó khăn. Zambada nổi tiếng là ẩn giật, sống ở một khu vực cô lập, nơi các quan chức địa phương được cho là sẽ đưa ra cảnh báo nếu có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong trường hợp bị bắt ở Mexico, Ismael Amayo Zambada có thể trốn thoát khỏi nhà tù ở đây. El Chapo cũng đã vượt ngục 2 lần. Trong tình huống khó khăn này, việc bắt giữ Ismael Amayo Zambada là một vấn đề nan giải. Các quan chức Mỹ không được phép mang vũ khí ở Mexico. Mặt khác, hợp tác an ninh giữa Mỹ và Mexico đang ở mức thấp. Theo Vanda Fepat Brown, nhà phân tích tại Brookings Institution, nhiệm kỳ của Tổng thống López Obrador đã khiến mối quan hệ an ninh giữa hai nước trong tình trạng đóng băng. Để bắt giữ được Zambada, Mỹ phải dụ ông ra khỏi biên giới. Chi tiết chính xác về kế hoạch chưa được bật mí. Tuy nhiên, Reuters tiết lộ Ismael El Mayo Zambada bị Joaquin El Chapo Guzman lừa, con trai ông trùm bị cho là muốn đầu hàng chính quyền. Trong khi đó, luật sư của Zambada, Frank Perez, đã bác bỏ thông tin này và cho hay thân chủ của mình đã bị Joaquin El Chapo Guzman bắt cóc một cách dã man. Theo Perez, Guzman và 6 người đàn ông mặc quân phục đã phục kích Zambada gần thành phố Culiacán, Mexico. Guzman được cho là hỗ trợ bắt giữ Zambada như một phần của thỏa thuận để giảm án cho bản thân. Zambada không nhận tội về các cáo buộc liên quan đến ma túy tại tòa án liên bang ở El Paso, khi hai trong số các thủ lĩnh hàng đầu gần như chắc chắn sẽ vào tù, tương lai của băng đảng Sinaloa vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông trùm Zambada bị bắt giữ không đồng nghĩa với sự kết thúc của băng đảng Sinaloa. Hoạt động buôn bán ma túy của nhóm này có nền tảng, không phụ thuộc vào một hoặc hai người. Băng đảng này có thể yếu đi, nhất là khi các nhóm đối thủ lợi dụng tình hình. Tuy nhiên, nó đã tồn tại 30 năm bằng cách thích nghi với nhiều hoàn cảnh thay đổi, bởi vậy có khả năng sẽ sống sót qua tình huống này. Trong hơn một năm trở lại đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã rất tích cực mua vàng. Động thái này, cùng với các cuộc xung đột ở Ukraine, Gaza và chu kỳ thắt chặt tiền tệ toàn cầu đang đến hồi kết, đã giúp giá kim loại quý tăng vọt, liên tục lập những kỷ lục cao mới. Theo đó, vàng được các nhà đầu tư coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn và là hàng rào chống lại sự mất giá của tiền tệ. Do đó, các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đã đẩy giá tăng mạnh gần đây trong bối cảnh lạm phát tăng vọt sau dịch COVID-19. Ghi nhận diễn biến thị trường vàng Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng tài sản, người tiêu dùng Trung Quốc lại choáng váng trước sức hấp dẫn của vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị. Chính xác thì Trung Quốc đã và đang làm gì? Theo World Gold Council, gọi tắt là WGC, Hội đồng Vàng Thế giới, là tổ chức dẫn dắt ngành công nghiệp vàng trên toàn thế giới. Năm 2023 là năm mà Trung Quốc bổ sung lượng vàng cao nhất kể từ ít nhất là năm 1977. Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc POBC đã mua nhiều vàng hơn tất cả các ngân hàng trung ương nào khác, với lượng mua ròng là 7,23 triệu ao, tương đương với 224,9 tấn, gần bằng 1/4 trong số 1.037 tấn mà tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua.
Cũng như POBC, người tiêu dùng Trung Quốc đã mua tiền, vàng thỏi và đồ trang sức sau khi đầu tư vào bất động sản, đồng nhân dân tệ và thị trường chứng khoán nước này giảm giá trị do những khó khăn kinh tế gần đây ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Câu hỏi đặt ra, tại sao Trung Quốc lại mua nhiều vàng đến vậy? Thực tế, Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la Mỹ để giao dịch với phần còn lại của thế giới. Là đồng tiền dự trữ của thế giới, hầu hết hàng hóa đều được định giá bằng đô la Mỹ và hơn một nửa giao dịch trên thế giới được thực hiện bằng đồng bạc xanh. Trong khi phát triển 30 năm qua để thách thức vị trí nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ, Trung Quốc đã xây dựng được nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ, chủ yếu bằng đô la. Nhưng Bắc Kinh lo ngại họ đã trở nên quá phụ thuộc vào đồng bạc xanh và muốn đa dạng hóa nguồn dự trữ của POBC, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Theo dữ liệu của Mỹ, Trung Quốc đang dần giảm lượng nắm giữ đồng đô la Mỹ, vốn đã giảm dần 1/3 kể từ năm 2011 xuống còn khoảng 800 tỷ đô la Mỹ. Sự sụt giảm đã tăng tốc kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Mục tiêu đa dạng hóa ngoại hối phù hợp với mục tiêu của các quốc gia khác trong nhóm sáng lập BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, những quốc gia có nền kinh tế dự kiến sẽ lớn hàng đầu thế giới vào năm 2050. BRICS thậm chí còn đưa ra ý tưởng về một loại tiền tệ chung trong tương lai. Điều này có khả năng thách thức đồng đô la với tư cách là tiền tệ dự trữ của thế giới. Vậy tại sao Trung Quốc lại muốn đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ khỏi đồng đô la Mỹ? Các quốc gia BRICS, bao gồm cả Trung Quốc, lo ngại rằng Washington đã và đang vũ khí hóa đồng đô la để duy trì vị thế kinh tế và địa chính trị toàn cầu của mình. Vị thế của đồng đô la cho phép Mỹ vay tiền với chi phí thấp hơn nhiều. Washington cũng có thể sử dụng đồng tiền này như một công cụ ngoại giao, chẳng hạn như khi áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt một số đợt trừng phạt đối với Moscow, bao gồm cả việc đóng băng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga. Dưới áp lực của Mỹ, hầu hết các ngân hàng Nga cũng bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền quốc tế. Nhà phân tích John Ritter của WGC mới đây cho biết, tôi nghĩ các lệnh trừng phạt đã khiến nhiều ngân hàng trung ương suy nghĩ cẩn thận về lượng dự trữ đồng đô la Mỹ mà họ nắm giữ. Trung Quốc lo ngại rằng nước này có thể phải đối mặt với những biện pháp kiềm chế tương tự như Mỹ đã áp dụng với một số nước khác nếu nước này quyết định phô trương sức mạnh quân sự hơn nữa hoặc nếu cuộc xung đột thương mại với Washington trở nên tồi tệ hơn. Nhà phân tích John Ritter dự đoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng trong vài năm nữa, một tín hiệu cho thấy sự đa dạng hóa còn lâu mới kết thúc. Ngay cả sau gần 18 tháng mua vào, dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn chỉ chiếm khoảng 4% tổng dự trữ của POBC, con số đó thấp hơn nhiều so với ngưỡng dự trữ của Ngân hàng Trung ương các nước phát triển. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vàng cho rằng giá trị đã bị các nhà đầu cơ thổi phồng quá mức và nhu cầu tiếp tục của các ngân hàng trung ương như Trung Quốc có thể không thúc đẩy giá tăng cao hơn nhiều. Mặc dù vậy, không giống như tiền giấy, vàng có giá trị nội tại vì đây là mặt hàng hiếm, khó khai thác. Vàng cũng có nhiều ứng dụng kinh tế, trong điện tử, nha khoa, công cụ y tế và các lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và ô tô. Trở lại với chuỗi sự kiện tăng mua vàng của Trung Quốc, cập nhật trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc lại không mua bất kỳ loại vàng nào. Việc Trung Quốc dừng mua vàng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang giảm từ mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu chính thức công bố vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, vàng thỏi của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Ngân hàng Trung ương, đang nắm giữ vào tháng 6 là 72,8 triệu troy ounce, giữ nguyên từ mức ghi nhận cuối tháng 5. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã quyết định không bổ sung dự trữ vàng từ tháng 5, chấm dứt đợt mua vàng kéo dài 18 tháng, vốn đã giúp đẩy giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước đến nay. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ cho hay, nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng hoạt động mua bán vàng sẽ tiếp tục khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tìm cách đa dạng hóa dự trữ về đề phòng tiền tệ mất giá. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, khoảng 20 ngân hàng trung ương vẫn dự kiến tăng vàng dự trữ trong những năm tới do rủi ro tài chính và địa chính trị tăng cao. Hãng tin của Mỹ lưu ý, giá vàng tăng cao dường như đang tác động tới việc mua vàng. Giá vàng thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại, tương đương với trên 2.400 đô la Mỹ một ounce vào tháng 5 và đã giảm xuống kể từ thời điểm đó khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Mỹ giảm lãi suất trong năm nay. Khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố dữ liệu về việc tạm dừng mua vàng vào tháng 5, giá vàng thế giới đã có mức giảm giá trong ngày lớn nhất trong vòng gần 3 năm. Chủ tiệm Kim Hoàn Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm sẽ bị xét xử về hành vi buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.500 tỷ đồng bằng xe ba gác chở nước đá từ Campuchia về Tây Ninh. Theo đó, Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, quê Bình Định, Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 44 tuổi, chị ruột của Phượng cùng 21 đồng phạm sẽ bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử về tội buôn lậu vào ngày 16 đến ngày 18 tháng 7. Liên quan đến vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TP.HCM đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.
Trong vụ án này, các đối tượng đã có những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, tuồn 6 tấn vàng lậu. Để hiểu rõ hơn về những chiêu thức này, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Bí ẩn trong khoang xe ba gác. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ, nên quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Campuchia. Đầu năm 2022, Phụng và Phượng thấy giá vàng trong nước cao hơn bên Campuchia nên đã móc nối với Giàu, sống gần cửa khẩu Tràng Riệc, tỉnh Tây Ninh, cùng nhiều người khác để lập hai đường dây vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Là người cầm đầu đường dây thứ nhất, Phụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước, rồi cùng Giàu liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic Phnom Penh, Campuchia để đặt mua số lượng vàng. Phụng giao cho Giàu tổ chức vận chuyển tiền, thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng về Việt Nam. Sau khi mua được vàng, Giàu liên hệ với nhóm người Campuchia để nhận hàng rồi chuyển tới cửa khẩu Tràng Riệc của tỉnh Tây Ninh. Lợi dụng chính sách với cư dân biên giới vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác, xe của người Campuchia. Chạy đến cửa khẩu Tràng Riệc, khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới. Vàng sau đó được đưa tới một xưởng nước đá lạnh đóng trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng, 22 tuổi làm chủ. Nhận được vàng, Giàu chia nhỏ giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng cáo buộc với thủ đoạn trên, từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 đến 28 tháng 9 năm 2022, Phụng đã buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng. 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện. Sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng bán lại cho Huỳnh Minh Khánh, tiệm vàng Khánh Kim Loan 560 kg, Nguyễn Thị Minh, tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng đang bị truy nã 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg. 76 kg còn lại, cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ. Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Để có vàng lậu cung cấp cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phượng góp vốn với Pickhen là người Campuchia để gom mua. Sau khi mua được vàng, Phượng thông qua Giàu và Thắng mang qua cửa khẩu Tràng Riệc với cách thức tương tự như vận chuyển cho Phụng. Sau khi vàng được đưa qua cửa khẩu, Giàu giao vàng cho Nguyễn Minh Tâm để cho Hằng. Giàu cũng là người đứng ra nhận tiền thanh toán cho em gái. Theo cáo buộc, trong khoảng 2 tháng, tháng 7 cho đến tháng 9 năm 2022, đường dây của Phượng đã buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 3 tỷ đồng. Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát Kinh tế C03 thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang việc giao nhận vàng tại đường Hồng Lạc, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt hàng chục người, khám xét nhiều địa điểm liên quan tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, thu tổng cộng 76 thỏi vàng, gần 3 triệu đô la Mỹ, 64.000 euro, 5.000 đô la Australia, 10 triệu won Hàn Quốc, 10 triệu yên Nhật, hơn 45 tỷ đồng và hàng loạt tang vật khác. Riêng Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan công an xác định, trong hơn 2 tháng, đường dây này đã vận chuyển chót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu, che giấu nguồn gốc từ nước ngoài. Trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng. Tổng cộng, Phụng hưởng lợi gần 2,5 tỷ đồng, Phượng 132.000 đô la Mỹ, tương đương 3 tỷ đồng, còn Giàu được gần 14 tỷ đồng. Trong vụ án này, một trong những đồng phạm giúp sức tích cực cho Phụng là Văn Chính Hùng, quốc tịch Hoa Kỳ. Theo đó, năm 2022, người này về Việt Nam và được Phụng đề nghị tham gia đường dây buôn lậu vàng. Người đàn ông này đồng ý tham gia và được Phụng trả công 5.000 đô la Mỹ một tháng. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, Hùng đã nhận, quản lý, giao lại cho nhân viên của Phụng 2.622 kg vàng với tổng giá trị 3.604 tỷ đồng để bán lại cho khách. 2.609 kg vàng lậu đã được bán, còn lại 13 kg vàng chưa kịp tiêu thụ thì cơ quan điều tra đã khám xét và tạm giữ. Bàn tay của cơ quan chức năng. Liên quan tới việc để lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác. Trong đó liên quan đến sai phạm của 9 cá nhân thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Tràng Riệc, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan của Bộ Quốc phòng xử lý. Bộ Công an xác định, ngoài giờ hành chính, từ 17 giờ cho đến 7 giờ ngày hôm sau, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.
Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ và 17 giờ đến 18 giờ, Thắng thường xuyên giao nhận xe có thùng hàng chở đá lạnh, vận chuyển vàng, đô la Mỹ lậu với người Campuchia tại khu vực barrier số 1, cửa khẩu Tràng Riệc. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng 9 cán bộ biên phòng ở cửa khẩu này đã có dấu hiệu phạm tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.